các hệ thống vũ khí tự hành hay còn gọi là robot sát thủ có thể đã lần đầu tiên giết hại con người vào năm ngoái, theo một báo cáo mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc nội chiến Libya. Lịch sử cũng có thể xác định đây là điểm khởi đầu của cuộc chạy đua vũ trang lớn tiếp theo, một diễn biến có khả năng trở thành cuộc chạy đua cuối cùng của nhân loại. Các hệ thống vũ khí tự động là những con robot được trang bị vũ khí sát thương có thể hoạt động độc lập, lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không cần con người ra quyết định. Các quân đội trên khắp thế giới đang đầu tư rất mạnh vào nghiên cứu và phát triển vũ khí tự động. Chỉ riêng Mỹ đã chi ngân sách 18 tỷ USD cho vũ khí tự động từ năm 2016 đến 2020. Trong cuộc họp, các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, về lý thuyết, trên thế giới chưa sản xuất các loại vũ khí điều khiển hoàn toàn bằng AI. Dù vậy, Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng một số chuyên gia cho rằng Liên Hợp Quốc cũng như các quốc gia trên thế giới nên cấm việc phát triển hệ thống vũ khí tự động nói chung vì loại vũ khí này có thể gây hậu quả không thể lường trước. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, robot sát thủ sẽ không còn là chuyện khoa học viễn tưởng, đồng thời cảnh báo những tiến bộ công nghệ đang vượt qua luật pháp quốc tế. Không phải năm nay, các chuyên gia về AI mới nhìn thấy những nguy cơ từ vũ khí tự động và tổ chức các cuộc họp nhằm đưa ra cảnh báo. Trước đó, năm 2015, một nhóm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả, trong đó có nhà vật lý lý thuyết người Anh mới qua đời là Stephen Hawking và tỷ phú công nghệ người Nam Phi Elon Musk đã phản đối sự phát triển hệ thống vũ khí tự động. Theo giáo sư James Dawes, chuyên gia về vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo tại Đại học Macalester, Anh, vũ khí tự động tạo ra sự cân bằng không ổn định và phân mảnh các biện pháp bảo vệ với thế giới hạt nhân, chẳng hạn như quyền hạn chế tối thiểu của Tổng thống Mỹ trong việc phát động một cuộc tấn công. Giáo sư Dawes cho rằng có 4 mối nguy hiểm chính với vũ khí tự động. Mối nguy đầu tiên là xác định sai mục tiêu và các lỗi thuật toán. Khi chọn mục tiêu, liệu vũ khí tự động có thể phân biệt giữa những người lính thù địch với đứa trẻ 12 tuổi đang chơi nghịch với súng đồ chơi hay không? Liệu nó có thể phân biệt dân thường đang chạy trốn khỏi một địa điểm xung đột với phiến quân đang rút lui chiến thuật? Vấn đề ở đây không phải là máy móc sẽ mắc những lỗi như vậy, còn con người thì không. Mà đó là sự khác biệt giữa lỗi của con người và lỗi thuật toán, giống như sự khác biệt giữa gửi một bức thư và đăng một dòng tweet. Quy mô, phạm vi và tốc độ của các hệ thống robot sát thủ được quy định bởi một thuật toán nhắm mục tiêu có thể nhận dạng sai với con người, giống như trong sự cố máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công nhầm mục tiêu tại Afghanistan gần đây. Chuyên gia vũ khí tự hành Polstra tại Trung tâm An ninh Mỹ mới đây đã lấy sự cố súng cướp cò để giải thích sự khác biệt. Súng cướp cò là tình trạng khẩu súng máy bị lỗi tiếp tục bắn đạn sau khi đã nhả cò súng. Súng tiếp tục bắn cho đến khi hết đạn, bởi vì lẽ đương nhiên là khẩu súng không biết mình mắc lỗi. Súng cướp cò là sự cố cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng còn có con người điều khiển, người cầm có thể cố gắng hướng vũ khí về hướng an toàn. Còn theo định nghĩa, vũ khí tự động sẽ không có biện pháp bảo vệ như vậy. Như nhiều nghiên cứu về các lỗi thuật toán trong các ngành đã chỉ ra, những thuật toán tốt nhất, hoạt động như thiết kế, có thể tạo ra các kết quả chính xác cục bộ, nhưng vẫn để lan ra nhanh chóng những lỗi nghiêm trọng trên các quần thể. Vấn đề không chỉ là khi các hệ thống AI bị sai, chúng sai hàng loạt và những người tạo ra thường không biết tại sao và do đó không thể sửa chữa. Mối nguy thứ hai là robot sát thủ giá rẻ có thể tràn lan. Hai nguy cơ tiếp theo là vấn đề phổ biến vũ khí tự hành ở mức độ thấp và cao. Ở mức độ thấp, các quân đội phát triển vũ khí tự hành với giả định rằng họ có thể ngăn chặn và kiểm soát việc sử dụng vũ khí loại này. Nhưng nếu lịch sử của công nghệ vũ khí đã dạy cho thế giới bất cứ điều gì, thì đó chính là vũ khí sẽ được phổ biến. Áp lực thị trường có thể dẫn đến việc chế tạo và buôn bán rộng rãi thứ có thể được coi là vũ khí tự động, giống như với súng trường tấn công Kalashnikov, những loại robot sát thủ giá rẻ, hiệu quả và hầu như không thể bị kiểm soát khi chúng lưu hành trên toàn cầu. Vũ khí tự hành kiểu Kalashnikov có thể lọt vào tay những đối tượng nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, bao gồm các phần tử khủng bố quốc tế và trong nước.
Theo nhiều chuyên gia về AI, việc chế tạo ồ ạt vũ khí tự động dựa trên AI và robot sẽ khiến các nước rơi vào tình trạng chạy đua sản xuất các loại vũ khí tinh vi nhất, có khả năng chiến đấu cao thay vì đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, vốn là các mục đích ưu tiên của lĩnh vực ứng dụng AI. Trước nguy cơ chạy đua vũ trang, các chuyên gia cho rằng việc cấm sản xuất vũ khí tự động là hoàn toàn cần thiết. Mỗi nguy thứ ba là vũ khí tự động có sức tàn phá rất khủng khiếp và dễ dẫn đến chiến tranh. Ở mức độ phổ biến vũ khí cấp độ cao, các quốc gia có thể đua tranh phát triển những phiên bản vũ khí tự động ngày càng có sức tàn phá khủng khiếp, bao gồm cả những loại có khả năng gắn vũ khí sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân. Các mối nguy hiểm về mặt đạo đức của việc gia tăng khả năng gây chết người của vũ khí sẽ tăng lên. Vũ khí tự hành cao cấp có nguy cơ dễ dẫn đến xung đột và chiến tranh hơn. Các loại vũ khí này cũng sẽ làm giảm cả nhu cầu và rủi ro đối với binh sĩ của bên tham chiến, làm thay đổi đáng kể phân tích lợi ích chi phí mà các bên phải trải qua khi phát động và duy trì chiến tranh. Các cuộc chiến tranh phi đối xứng, tức là các cuộc chiến tranh được tiến hành trên đất của các quốc gia thiếu công nghệ cạnh tranh, có khả năng trở nên phổ biến hơn. Mỗi nguy thứ tư là phá hoại luật chiến tranh. Cuối cùng là các vũ khí tự hành sẽ hủy hoại chốt chặn cuối cùng của loài người trước các tội ác chiến tranh và hành động tàn bạo. Đó là luật quốc tế về chiến tranh. Những luật này vốn được hệ thống hóa trong các hiệp ước đã có lịch sử từ Hiệp ước Geneva năm 1864 là ranh giới vô cùng mong manh để chia tách chiến tranh với hành động thảm sát. Những luật chiến tranh dựa trên cơ sở là con người phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, kể cả trong thời chiến, rằng quyền được tiêu diệt binh sĩ đối phương trong chiến trận không đồng nghĩa với quyền sát hại dân thường. Nhưng làm thế nào để vũ khí tự động có thể chịu trách nhiệm? Ai là người chịu trách nhiệm cho một con robot phạm tội ác chiến tranh? Ai sẽ bị đưa ra xét xử? Vũ khí, người lính, các chỉ huy của người lính, hay tập đoàn chế tạo vũ khí? Các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia về luật pháp quốc tế lo ngại rằng vũ khí tự hành sẽ dẫn đến khoảng cách nghiêm trọng về trách nhiệm giải trình.